quý vị theo dõi bản tin thời tiết. Thời tiết tại tỉnh Quảng Ngãi hôm nay tiếp tục có mưa rào bất chợt ở nhiều nơi. Nhiệt độ dao động ở mức từ 22 đến 30 độ C. Còn ngày mai 18 tháng 11, dự báo trời nhiều mây, có nắng, mưa rào xuất hiện rải rác nhiều nơi. Tuy nhiên, quý vị lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, nên từ chiều mốt thứ Bảy ngày 19 cho đến thứ Hai ngày 21 tháng 11, tỉnh Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Quý vị cần đề phòng có sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Dự báo cụ thể mưa lớn từ chiều ngày 19 đến ngày 21 tháng 11. Các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, thành phố Quảng Ngãi, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long dự báo có tổng lượng mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ có lượng mưa từ 100 đến 180mm, có nơi trên 220mm. Huyện đảo Lý Sơn với lượng mưa từ 100 đến 200mm. Do mưa với lượng lớn, bà con cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Thông tin về thời tiết ngư trường. Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản, trong 7 ngày tới, cá ngừ đại dương sẽ xuất hiện nhiều ở cả vùng biển gần và xa bờ. Trong đó, vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vào tới ven bờ từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận. Tuy nhiên, thì thời tiết giữa các vùng biển này lại có sự khác nhau. Nếu bà con đánh bắt ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa sẽ được hưởng thời tiết tốt trong đêm nay và ngày mai. Trời không mưa và có nắng nhiều, gió khoảng cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết khu vực này ít có sự thay đổi. Trong khi đó, thì vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa đang có những cơn mưa rào nặng hạt. Mưa trút xuống liên tục khiến cho việc di chuyển trên biển gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế dưới 10 km, cùng với đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Khả năng là trong những ngày tới mưa sẽ còn tăng lên nên bà con cần hết sức lưu ý. Bà con đánh bắt gần bờ ở khu vực từ Bình Định xuống đến Ninh Thuận cũng gặp nhiều mưa dông trong đêm nay và ngày mai. Mưa rải rác có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 10 km. Khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông tiếp tục là nơi có gió mạnh nhất trong đêm nay và ngày mai. Gió duy trì ở mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 m, biển động. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày mai đến ngày 19 tháng 11, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, mưa rào rải rác vài nơi. Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 27 tháng 11, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa trở lại, mây thay đổi. Phía Bắc khu vực vào chiều tối và đêm có mưa kèm dông, đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C, độ ẩm từ 20 đến 80%. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có nắng gián đoạn, mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C, độ ẩm từ 20 đến 85%. Đà Nẵng có mây, mưa rào vài nơi ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 79 đến 90%. Lâm Đồng có nắng gián đoạn, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 65 đến 75%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ C, độ ẩm từ 90 đến 91%. Mở thẻ tín dụng quốc tế BIDV với nhiều ưu đãi và tiện ích vượt trội. Quý khách hàng sẽ được miễn phí phát hành thẻ, miễn phí thường niên năm đầu, miễn phí thường niên năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch tối thiểu theo từng loại thẻ. Đặc biệt, đối với khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế hạng Platinum sẽ được tặng ngay 1,5 triệu đồng đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2022. Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, thẻ tín dụng quốc tế BIDV mang đến nhiều tiện ích vượt trội như tính năng nhận thông báo OTT biến động thẻ quốc tế trên BIDV Smart Banking, tính năng đăng ký trả góp linh hoạt qua website bidv.com.vn, dịch vụ bảo hiểm tai nạn trong chuyến đi cho chủ thẻ quốc tế hạng Platinum và Visa Signature. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ BIDV Quảng Ngãi, 56 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, số điện thoại 0255 317 4868, máy lẻ 743 741 và các phòng giao dịch trực thuộc.